Hello, what's up man? Chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo cơm gạo, như là hướng dẫn cho anh em mình một số công thức cơ bản để anh em mình chốt lãi hàng ngày trên cái cổng game Thiên Đường trò chơi này nào nhá. Vốn cơ bản thôi. Kèo hôm nay thì vẫn là kèo nhẹ. Tại đầu này thì nó đã về tài đúng không? Chạy cầu này thì xu hướng hiện tại nó đang là cầu và gì đây? 31, 31 chạy về một tay nữa về tài nha bạn. Xu hướng thì vẫn nói với anh em mình là từ 70 cho đến 80% công thức chuẩn. Tiếp tục về nhẹ một tay nữa anh em nhé. 2 mét đã. Thử cầu đãi anh em ạ. Xem là có ok hay không là vào lớn. Nếu mà đẹp thì con này nó cũng chỉ là rơi vào tầm 11, 12 thôi anh em ạ. Kèo quá ok rồi. Công thức này tôi đã áp dụng đi áp dụng lại rất là nhiều lần rồi, luôn luôn theo cấu cơ bản thì lúc nào nó cũng sẽ là có lãi hơn so với anh em mình bẻ cầu đúng không? Cố gắng chạy đúng cầu kèo anh em ạ, xác định đúng công thức thì lúc nào nó chả có lãi, chủ yếu là anh em mình bẻ cầu thôi, cái đâm ra nó mới gãy. Luôn luôn theo đúng công thức của nó. Ui sổ lại về 10, con này tiếp tục về xỉu. Cầu này thì nó không thể đi cho anh em mình một cuộc kèo là 33 hoặc là 321 được, mà con này nó lại về xỉu rồi. Cho nên tay này nếu mà anh em đi thì chắc chắn là chỉ có một quả kèo duy nhất thôi. 313. 313 là kèo hợp lý nhất rồi anh em ạ. Tiếp tục về cho nó một tay nữa này, bơm xỉu một tay nữa. Xem con này nó như thế nào. Tiếp tục một tay tầm khoảng 4 mét đi. Đấy, cứ bình tĩnh, không vội vàng, xác định đi theo cầu là cứ từ từ anh em ạ. Lúc nào cũng vậy thôi. Cầu kèo lúc nào nó cũng sẽ có điểm gãy của nó, nhưng anh em mình biết cái điểm dừng và chốt lại đúng cách thì tôi nghĩ là kèo cơm gạo nó rất là đơn giản, chủ yếu là cái lòng tham của anh em mình quá lớn. Khi mà gãy rồi thì cũng không muốn dừng lại ấy. Nó mới khó anh em ạ. Đấy, tiếp tục rồi, con này về xỉu thì tầm khoảng 9-10 tôi nghĩ vậy. 9-10, 9-10 là những cái quả kèo xỉu mà nó hay ra nhất, 7-8 với 5 các thứ thì nó như ít. Ui xồi ôi, 12, đổ khoảng 12 nha bạn. Tiếp tục về tài, xu hướng tiếp tục đổ đèo chạy cầu 11, khá là khó ở quả cầu này. À, bắt đầu lại tiếp tục chạy cầu 11 đây nha bạn. Xu hướng cầu này xem nào, lại đi 11. Này lại 12. Khả năng cao tiếp tục bể thì nha bạn. Hay làm nhẹ đây nữa. 12. Xu hướng 3 cầu chạy 11. Nó lẻ, hơi lẻ tí nha bạn. Cầu này nó cũng không bền dài. Thôi, bấm xỉu anh em ơi. Bấm xỉu một tay nhá. Theo cầu 11 luôn, 6 mét. Không cần thiết phải bẻ cầu trong khi có thể áp dụng đúng công thức cơ bản. Đấy, để giúp anh em mình chốt lãi. Tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80% công thức chuẩn. Tại vì sao lại cố gắng bẻ cầu trong khi có thể áp dụng đúng công thức cơ bản dễ dàng nhất. Đấy chưa? Áp dụng đúng công thức cơ bản nhất để anh em mình chốt lãi. Bơm. Ui rồi đúng 10. Đấy nó phải vậy chứ. Theo cầu xây nhà lầu với nhau ạ. Tiếp tục chạy cầu đúng kèo 11 này. Cái tỷ lệ thì tôi vẫn chỉ dám nói với anh em mình là từ 70 cho đến 80% thôi anh em nhé. Công thức chuẩn, công thức cơ bản dễ dàng nhất khi mà anh em mình chạy theo đúng cầu kèo. Được chưa? Chạy theo đúng cầu thì mới có lãi được. Còn nếu mà anh em mình cố gắng bẻ cầu thì khá là khó đấy anh em ạ. Tiếp tục là bơm nhẹ một tay nữa này. Đi nhẹ 2 mét. Tầm này cho nhau ạ. Cứ theo cầu 4 mét luôn. Rực rỡ luôn anh em ơi. Cầu này thì vẫn là cầu đẹp anh nhá. Nói chung là nó bịt một một mãi được sao đúng không? Nó không thể bịt một một mãi được. Cho nên tay này tôi phải vào xỉu thôi nha bạn. Bịt thôi. Bịt xỉu thôi. Xem con này nó có bịt xỉu hay không? Hay là nó tiếp tục đi một một. Nếu mà tiếp tục đi một một thì tôi phải suy nghĩ lại nha bạn ạ. Tiếp tục đi một mùa thì chắc chắn là phải suy nghĩ lại, suy nghĩ nhiều lại về cái cầu kèo đấy. Nhưng mà nếu nó bệt xỉu luôn thì quá ok luôn. Bệt xỉu luôn thì rực rỡ luôn anh em ạ. Ui xồi ngồi đấy. Tôi bảo rồi. Được chưa? Không thể sai được. Được chưa? Bảo là không thể sai được. Uy tín luôn anh em ạ. Được chưa? Tầm này thôi. Khẳng định thương hiệu luôn nhưng làm sao cũng phải xoắn lên đúng không? Xem con này như nào đây. Này thì tiếp tục khả năng cao là tôi đã bảo với anh em rồi. Bê xỉu thì phải theo xỉu thôi. Tiếp tục bố này.
Tiếp tục 4 mét, được chưa? Đừng có bẻ cầu anh em ạ. Sai lầm lớn nhất của anh em mình là anh em mình bẻ cầu. Khẳng định với anh em mình là như vậy. Cố gắng chạy theo đúng cầu kèo cơ bản dễ dàng nhất có thể. Được chưa? Đừng có cố gắng bẻ cầu. Được chưa anh em? Xác định đúng công thức vào. Nó dễ. Và đẹp thì tôi nghĩ rơi vào tầm này. Tôi vẫn chưa suy nghĩ là bọn này về xỉu bao nhiêu đây. Xem như thế nào nào. Ui trời, xỉu 5, xỉu quá nhỏ anh em ạ. Nó xỉu nhỏ quá anh em ạ. Được chưa? Nó phải là rực rỡ như vậy chứ. Tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80% công thức chuẩn kèo cơ bản. Tiếp tục cầu 3 đúng không? Toàn gãy ở cầu 3 luôn, chết ở cầu 3 hết luôn anh em ạ. Nó chết ở cầu 3 hết luôn. Rồi, tay này cố gắng bệt phát để xem nó chạy được cầu 4 hay không. Để mình nhìn các bảng điểm xem, chưa có cầu nào chạy qua cầu 4 luôn anh em ạ. Đấy, cho nên tay này phải vào anh em nhé. Xác định đi đúng cầu kèo cơ bản, tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80% công thức. Được chưa anh em? Đấy, tại vì sao lại không cố gắng chạy theo cầu để chốt lãi mà cứ tạo cái độ khó là bẻ cầu để làm gì đúng không anh em? Tay cuối này, xác định theo đúng cầu kèo là chắc chắn là phải lụng rồi. Khẳng định với anh em mình tay này nếu mà ok thì tôi nghĩ là không thể sai được. Tầm này thôi, uy tín tạo thương hiệu xác định ngay nếu mà tay xỉu này ok thì khả năng cao tôi sẽ chốt lãi luôn em nhé. Về lâu về dài nếu mà chơi lâu dài phải biết điểm dừng em ạ. Ui trời ơi, được chưa? Yêu và thương như ngại dối và trái anh em ạ. Tay cuối quá tuyệt vời luôn. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Hôm sau mà có cầu kèo hoặc là cái chơi mới thì tiếp tục lên với anh em mình. Thân ái, mến chào.